Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài công bố năm 2022, Bà Rịa Vũng Tàu xếp thứ 5 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Đến giữa năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thu hút 1.137 dự án đầu tư, trong đó có 451 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 30.494 triệu đô la Mỹ và 686 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 364.746 tỷ đồng. Tuy đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng tổng mức đầu tư FDI, nhưng Bà Rịa Vũng Tàu lại có tỷ suất đầu tư cao nhất trong nhóm 5 tỉnh đứng đầu, bao gồm cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với mức đầu tư trung bình 60.000 đô la cho một dự án. Các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, đã và đang đến với Bà Rịa Vũng Tàu bằng một tâm thế hào hứng. Điểm đến Bà Rịa Vũng Tàu hấp dẫn trước tiên bởi tiềm năng sẵn có mà không phải nơi nào cũng có được. Nhìn lại quá trình thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh, đã có nhiều nhà đầu tư đến với Bà Rịa Vũng Tàu từ cách đây 20-30 năm. Khi các khu công nghiệp tại Bà Rịa Vũng Tàu mới hình thành, đã có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đặt nhà máy tại đây. Công ty thép Vinakioe được chính phủ Việt Nam cấp giấy phép đầu tư vào tháng 1 năm 1994 và sau đó xây dựng nhà máy cán thép có công suất 240.000 tấn một năm tại Bà Rịa Vũng Tàu thuộc địa phận khu công nghiệp Phú Mỹ 1 ngày nay, khi mà các khu công nghiệp này chưa hình thành. Đây là nhà máy thép đầu tiên của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tạo tiền đề cho sự phát triển của ngành công nghiệp ở Bà Rịa Vũng Tàu. Điều này cho thấy khi Bà Rịa Vũng Tàu chưa khai thác những tiềm năng thế mạnh từ thu hút đầu tư nước ngoài, thì đã có những nhà đầu tư ở nhiều quốc gia trên thế giới nhìn thấy Bà Rịa Vũng Tàu là nơi sẽ mang lại sự hưng thịnh cho họ. Với hàng loạt mạng lưới tuyến đường nội địa kết nối Bà Rịa Vũng Tàu với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ, nhiều cảng nước sâu, ven sông Thị Vải, cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai, Bà Rịa Vũng Tàu có nhiều tiềm năng phát triển thành một trung tâm công nghiệp và dịch vụ cho khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Địa thế thuận lợi cũng là yếu tố chính khiến chúng tôi chọn Bà Rịa Vũng Tàu làm nơi đầu tư từ khi tỉnh vừa thành lập. Từ khi đi vào sản xuất thương mại và kinh doanh sản phẩm thép đầu tiên vào tháng 1 năm 1996, công ty thép Vinakioe đã liên tục mở rộng và phát triển từ một nhà máy cán thép công suất 240.000 tấn một năm lên thành hai nhà máy cán thép với tổng công suất 950.000 tấn một năm và một nhà máy luyện thép có công suất 715.000 tấn một năm như hiện nay. Sự phát triển bền vững của Vinakioe minh chứng cho sự lựa chọn đúng đắn của nhà đầu tư khi chọn Bà Rịa Vũng Tàu làm điểm đến. Tiếp nối quyết định chọn Bà Rịa Vũng Tàu của Vinakioe, nhiều công ty ngành thép khác cũng đã chọn vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu như Bosco, Trung Hô, CSVC, còn có tên gọi khác là China Steel and Nippon Steel. Một số ngành công nghiệp khác của các nhà đầu tư nước ngoài cũng ra đời trong giai đoạn khởi đầu như tháp gió, đóng tàu, vật liệu xây dựng. Công ty trách nhiệm hữu hạn CS Green Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đầu tư để hoạt động trong lĩnh vực gia công, chế tạo tháp gió và các kết cấu thép khác chính thức hoạt động tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1 từ đầu năm 2004. Dự án ra đời đánh dấu sự phát triển của ngành công nghiệp lắp ráp cấu kiện nặng của Bà Rịa Vũng Tàu. Được biết do ở đây có những cảng nước sâu thì những doanh nghiệp như CS Green mới dám đặt nhà máy để cho ra đời những sản phẩm siêu trường, siêu trọng. Với cánh quạt gió thường có chiều dài từ 65m đến 80m, nặng từ 20 đến 25 tấn. Công ty chúng tôi thành lập năm 2003 và đi vào hoạt động năm 2004. Sau 18 năm hình thành và phát triển, công ty chúng tôi cũng phát triển, cũng xây dựng thêm được thêm một cái nhà máy nữa. Và tổng diện tích hiện nay bây giờ là 24,5 hectare. Bà Rịa Vũng Tàu có hệ thống sông Thị Vải, có lũ nước sâu, có thể xây dựng các biển và tiếp nhận tàu tải trọng rất là lớn, thuận lợi cho việc xuất khẩu các sản phẩm siêu trường siêu trọng như sản phẩm của công ty chúng tôi bằng đường thủy. Bà Rịa Vũng Tàu cũng có các khu công nghiệp dọc theo sông Thị Vải và dọc theo quốc lộ 51 rất thuận tiện cho việc chuyển hàng hóa và vật tư. Chính vì vậy công ty chúng tôi rất may mắn khi có nhà máy ở khu vực này. Đây là bản phân tích các ngành nghề, lĩnh vực mà các nhà đầu tư nước ngoài đã và đang triển khai vốn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Dễ dàng nhận thấy trong số 465 dự án FDI tính đến cuối năm 2022, thì công nghiệp đã chiếm tới 324 dự án. Về vốn, công nghiệp cũng là lĩnh vực được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm hơn cả, với hơn 25 triệu đô la
chiếm tỷ trọng hơn 66% trong tổng số 38 triệu đô la vốn FDI. Số còn lại thuộc về nhiều ngành kinh tế khác như cảng biển, du lịch, vận tải, kho bãi, xây dựng, thương mại. Cảng Zeppelin được xây dựng để đón các chuyến tàu lớn nhất và vị thế của Bà Rịa Vũng Tàu cho phép chúng tôi làm được điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng cảng giai đoạn 2 với công năng lớn hơn để phục vụ việc vận chuyển hàng hóa quốc tế. Theo tổng hợp của Cục Thống kê Bà Rịa Vũng Tàu, có 46 quốc gia và vùng lãnh thổ đang có doanh nghiệp đầu tư vốn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó, 10 quốc gia có số dự án đầu tư nhiều nhất gồm Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Vương quốc Anh, Hồng Kông, Hoa Kỳ, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Australia và Malaysia. Nhà đầu tư Hàn Quốc là một đối tác quan trọng tại Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng và Việt Nam nói chung. Tìm kiếm cơ hội phát triển và ngược lại, họ cũng mang một luồng văn hóa công nghiệp mới đến với môi trường đầu tư Việt Nam. Có 113 dự án đầu tư của Hàn Quốc, đứng thứ nhất trong bảng tổng sắp các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vốn tại Bà Rịa Vũng Tàu, chiếm tỷ lệ 24,3% về số dự án. Về nguồn vốn, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã đăng ký 5.240 triệu đô la Mỹ tại Bà Rịa Vũng Tàu, đứng thứ hai trong bảng tổng sắp và chiếm 13,75% tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi tin tưởng vào thị trường của Việt Nam sẽ phát triển và cũng tin tưởng sản phẩm của Zetech sẽ đáp ứng được nhu cầu sản xuất công nghiệp và gia dụng tại Việt Nam. Ngoài những lợi thế sẵn có về tài nguyên khoáng sản, cảng nước sâu, điều kiện tự nhiên, thì sự nổi lên Bà Rịa Vũng Tàu cũng tạo thành một lợi thế lớn để các nhà đầu tư nước ngoài gắn bó với Bà Rịa Vũng Tàu. Trong công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Bà Rịa Vũng Tàu năm 2022 đã tăng 5 bậc so với năm 2021, đứng ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng các tỉnh có chỉ số PCI cao nhất. Điều này cho thấy sự tin tưởng của doanh nghiệp đối với chính quyền Bà Rịa Vũng Tàu bằng sự đồng hành và chia sẻ nghiêm túc trong giai đoạn khó khăn nhất. Đến với Bà Rịa Vũng Tàu, các doanh nghiệp nước ngoài nhận được sự thân thiện, thấu hiểu trên cơ sở hài hòa về lợi ích của doanh nghiệp và của tỉnh. Đặc biệt, những cam kết của chính quyền về giảm phát thải bằng không, xây dựng môi trường kinh tế xanh, nguồn nhân lực mạnh, cải cách hành chính triệt để là những vấn đề nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Và đây cũng chính là lực hút các nhà đầu tư đến với Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt ở đây là cái thực hiện cái cơ chế một cửa liên thông trong cái giải quyết thủ tục, để rút ngắn cái thời gian giải quyết cho doanh nghiệp đến đăng ký đầu tư. Và cái một nội dung quan trọng mà tỉnh quan tâm là đẩy nhanh cái công tác giao đất, cho thuê đất, rồi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp thuê đất, tạo cái niềm tin đối với nhà đầu tư, từ đó thu hút nhiều cái nhà đầu tư đến tỉnh để đầu tư. Thực hiện nghị quyết số 24 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị và chương trình hành động triển khai nghị quyết 24 của Chính phủ, Bà Rịa Vũng Tàu đang nỗ lực xây dựng thành một trung tâm kinh tế biển quốc gia. Trong đó, hạ tầng giao thông được quy hoạch và đầu tư hoàn chỉnh là cơ sở nhằm thu hút dòng vốn nóng vào Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó, FDI vẫn được xác định là nguồn vốn quan trọng, góp phần tạo nên tổng lực phát triển kinh tế xã hội Bà Rịa Vũng Tàu phồn vinh, thịnh vượng.